không có quay với mấy cái video về xe máy cho người xem. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái dàn xe hai thì bộ sưu tập ở Việt Nam của mình cho người xem ha. Ok, đây, đầu tiên chiếc này đi. Chiếc đầu tiên, chiếc này là chiếc Suzuki nha. Suzuki AGV 110. Xe này là xe đời 2002. Từ năm 2002 cho tới bây giờ là khoảng tầm 20 năm rồi. Nó vẫn chưa đổ xăng, chưa lăn bánh, chưa chạy ngoài đường nha. Xe này thì mình đang bán với giá là 750 triệu á. Mọi người trả mình 700 triệu mà mình chưa có bán. Nè mọi người có thể nhìn nè, ở đây nè. Bụi quá trời bụi luôn, mọi người thấy không? Đó. Đó. Cực kỳ. Nói chung thì nó còn zin hết nguyên bản nha mọi người. Tất cả là còn zin hết nguyên bản. Mình mua lâu về mình cũng không có rửa, mình để y như vậy luôn á. Tại vì mình để vậy cho nó có giá trị theo năm tháng á. Cái vỏ cũng là vỏ zin nha. Vỏ zin chưa chạy, chưa lăn bánh gì hết luôn. Năm 2002 nha mọi người. Nè mọi người qua đây mình sẽ quay cho mọi người xem. Vỏ của nó là đắt vỏ năm 2002 nha mọi người. Còn cái đĩa của nó là đĩa mới, chưa có dấu chạy luôn nha. Tuy mọi người nhìn thấy nó cũ rồi, nó tại vì mười mấy hai chục năm rồi mà. Nó theo cái thời gian năm tháng nó cũ thôi. Nói chung thì mấy chiếc xe cái này thì ở Việt Nam mình nó phải tầm có tầm mấy chiếc thôi mọi người, nó không có nhiều đâu. Mình mua về để mình trưng bày thôi. Cực kìa đẹp nha. Ok, nhờ cameraman quay chi tiết thêm mấy cái phần cho mọi người xem nữa. Nhìn nè, đồng hồ km nó vẫn còn 00 nha mọi người. Đó. Mọi người thấy không, tay cầm là của nó nè, còn mới nguyên bản. Rất là đẹp luôn nha. Ok, thì cái này là cái chìa khóa của nó. Hai chìa khóa luôn nha mọi người. Mình sẽ mở yên cho mọi người coi. Đó, mọi người xem nè. Cái bịch này là cái bịch từ hồi đó tới bây giờ luôn nha mọi người. Chưa có tháo ra luôn nha. Cũ ghê không? Hai mười mấy hai chục năm rồi. Nè, còn cái nắp bình xăng nè mọi người nè. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Ok, số khung này là số khung số máy mình sẽ che lại. Đây. Chưa đổ xăng nè, mọi người coi nè. Là men quay vô nè, đó. Mình sẽ mở đèn lên cho mọi người coi. Đó, thấy chưa? Chưa đổ xăng nha. Nguyên bản 100%. Nói chung thì bây giờ kiếm ở Việt Nam mình kiếm mấy xe này cũng hiếm lắm nha mọi người. Cái nhìn lòng nó về cái mô nha mọi người, chưa có tháo ra luôn, còn nguyên bản. Mình nhìn này, cái sườn cái lóc cực kỳ đẹp luôn nha. Ốc, nói chung cái này, cái dàn ốc cũng còn cực kỳ là đẹp. Mà tại vì mình không có thích rửa ra thôi, mình muốn để nguyên bản cái nó như vậy á. Từ đó giờ ha, mình hơi lóc clip nè. Cực kỳ đẹp không? Nói chung mình thích cái xe này lắm luôn á, mình không muốn bán luôn á. Nè, bát tăng sơn là chưa tăng sơn nha mọi người. Thì nói chung thì mình cũng không muốn bán đâu, nhưng mà ai mua được giá thì mình sẽ bán, không bán rẻ đam mê, nhưng mà ai mua được giá nha mọi người. Ok, thì cái con thứ hai á là cái con này là con tâm, cũng là tâm huyết của mình, cực kỳ là tâm huyết mình luôn. Con này tên là Suzuki AGV nha. 120 phân khối nha mọi người. Con này là đời 99 nhưng mà nó là 42 đầu. Tại vì cái con này ở bên Malaysia á là nó đăng ký 599 nhưng mà ở Việt Nam mình 42 đầu là nó qua 2021 rồi đúng không? Nè mọi người nhìn nè, cái đĩa của nó nè. Chưa có chạy luôn nha. Con này là con xe thùng, chưa chạy, chưa đổ xăng, chưa lăn bánh luôn nha mọi người. Cực kỳ là đẹp luôn. Tăng lan 99, vỏ cũng 99. Nè mọi người nhìn thấy không? Tại vì ngay chỗ này nếu mà mọi người nhìn kỹ á thì nó sẽ có những cái vết mà vết sơn nó nổ á, là tại vì không phải đâu. Mà tại vì nó bị để trong kho, mà để trong kho mười mấy hai chục năm á, nó nóng quá mọi người, nên nó bị nổ rồi vậy thôi, chứ không phải là sơn lại nha. Nếu mà dân chơi xe ta nhìn phát người ta sẽ biết liền. Ok, bẩn cực kì luôn đẹp nha. Cái bô này đẹp, bây giờ bóng đen luôn, quá trời đẹp. Cái sườn lóc cực kỳ đẹp luôn ha. Thì nói chung cái con xe này giá trị của nó hiện tại ở Việt Nam là khoảng tầm từ 1,5 tỷ nha mọi người. Con xe này là khoảng tầm 1,5 tỷ nha. Xì bo, tại vì xì bo ở Việt Nam mà 120 mà xe thùng là cực kỳ là hiếm luôn, đúng không? Xe hải quan chính ngạch mà xe bây giờ bình thường bây giờ là cũng sườn lốc zin thì nó cũng phải tầm 300 mấy 400, mà 500 cũng có xe cũ. Còn này là xe thùng chưa đổ xăng nha mọi người, giá khoảng 1,5 tỷ. Ok, bây giờ mình sẽ cho mọi người coi ha. Đây là cái biển số của nó nè, biển số này mình mới vừa bấm ngày hôm nay luôn ha. Đó, biển số
Còn cái này là mấy cái giấy tờ của cái phụ tùng của mấy cái giấy tờ theo xe của nó hồi đó giờ luôn. Giấy này là cái giấy của hãng Suzuki bên Malaysia nha. Nó có ngày tháng năm tất cả các thứ được cái kiểu luôn đó. Đủ thứ ra nhiều. Thì bây giờ mình sẽ quay qua bên đây cho mọi người coi. Nó cái này, cái lốc còn cực kỳ là đẹp luôn, quá trời đẹp luôn. Xe thùng chảy nước miếng thiệt chứ. Nè, cái sơn đó là sơn để lâu quá nên nó bị sát. Ốc bánh là đẹp chưa? 2 triệu khóa luôn nha mọi người. Mình nhìn mình còn thích nữa. Nhưng mà nói chung thì ai mà mua được giá thì mình sẽ bán. Cái này là mọi người biết tại sao bị bạc không? Cái này là tại vì theo thời gian, theo năm tháng người ta cứ bóp ra bóp ra bóp vô vậy nè. Mười mấy hai chục năm thì nó bị bạc thôi chứ không phải là chạy nha. Không phải là cái vết mà để mình chạy mất thắng nha mọi người. Ok, cắt nha. Dạ đó. Thì mọi người thấy rồi đó, cái lòng của nó cực kỳ là còn đẹp nè, mọi người nhìn nè. Đó, cái keo máy của nó mọi người thấy không? Đẹp chưa? Trắng tinh luôn thấy chưa? Đó, anh em mà dân chơi xe thì nhìn một phát là biết luôn ha. Khỏi còn nói nhiều, nói chung là dân chơi xe nhìn một cái là biết luôn. Đó, còn cảnh xe Suzuki AGV 120 đời 99, giá khoảng tầm 1,5 triệu. Nói chung thì ai mà trả hơn 1,5 triệu là mình sẽ bán. Chưa? Cái này là cái sổ catalog của nó nha mọi người. Đẹp không? Sách hướng dẫn nha. Bình là chưa câu bình luôn nha mọi người. Cái bình vẫn chưa câu nha. Bình từ hồi đó giờ chưa câu bình luôn. Này đẹp thấy chưa? Y như đồ si là ha. Nhưng mà nó là đồ, nó là xe mới nha mọi người. Đó. Cũng là chưa đổ xăng nha. Cái này là cái đồ phụ tùng của nó nè. Phụ tùng theo xe nè. Nói chung thì cũng không có tả nhiều, anh em mà chơi xe thì nhìn một cái là biết rồi, không có chuyện nói gì. Thì lâu lắm mình có đang cũng quay video xe cho người coi đó. Chân trống nè. Nó nhìn đi, đẹp cái chưa. Okay, bây giờ mình sẽ quay tiếp cái cây bô cho mình coi ha. Nè, mình coi nè, cây bô nè. Chưa đổ máy nha. Mọi người nhìn nè, cho cameraman quay xuống nè. Đó, mọi người có thấy cái ổ ong trong cái bô để lâu quá mà nó ong nó đậu, nó muốn nó làm ổ, nó ổ ong trong đó luôn đó mọi người thấy không. Mình thích nhất chiếc này với lại chiếc 110, hai chiếc kêu bằng hai chiếc xe đồ của mình. Sườn lốp nha, đẹp không? Đó, mọi người thấy cái cục gỗ đó, đồ nè, với là cái tay nè, công tắc nè, mọi người nhìn mọi người biết liền. Nói chung là muốn nói nhiều dân chơi xe này là biết. Đó. Xe này đời 99 là cái niền tăng lan cũng 99 nha, tăng lan 99, vỏ cũng đắt vỏ 99 nè. Mọi người thấy không? Đắt vỏ 99 luôn. Đó. Rồi mọi người nhìn mọi người biết. Xe thùng ở Việt Nam thì 120 thì nó rất là cực kỳ là hiếm nha. Xe 110 thì còn có mấy chiếc, chứ xe 120 cực kỳ là hiếm ở Việt Nam nè mọi người. Hai cái con xì bo 110 với một con 120 xe thùng chưa đấu xăng của mình rồi. Ok, thì tiếp tục là ở đây thì chắc dân chơi xe ai cũng biết Yaz Movista đúng không? Ở bên Malaysia nó kêu là Yamaha 125 nha mọi người, chứ không phải là Yaz nha. Yamaha 125. Thì cái bản phiên bản Movista này là phiên bản limited giới hạn 5.000 chiếc trên toàn thế giới. Cái con này của mình thì nó có cái số seri nè. Mỗi cái con xe Yaz Movista đều có một cái số seri. Ok, mọi người nhìn nè. Số seri của con này là 0383, là 0.383 chiếc. Nó cũng là xe thùng nha mọi người. Xe thùng chưa đổ xăng, chưa lăn bánh nha. Đó cũng là cái con Movista thôi.
thì nói chung nó cũng là phiên bản giới hạn 5.000 chiếc trên toàn thế giới, xe của Malaysia sản xuất. Cái con này có số series là 2828 nha mọi người. Mọi người nhìn đi, con này có số series là 2828, số series cặp đẹp luôn là 2828 chiếc. Thì cái xe Movistar này được sản xuất cuối năm 2007 là nó đã ngưng sản xuất xe Movistar nha mọi người. Xe này cũng là xe thùng Corolla. Xe này ngày hôm nay mình cũng mới bấm biển số luôn nha mọi người. Thì cái giá trị của một cái con xe Movistar bây giờ ở ngoài thị trường bán dao động từ 450 tới 480 triệu một xe trên một cửa xăng nha. Okay. Thì đi tiếp xuống ở dưới đây là xe này thì nó cũng mắc bây giờ hiện tại nha. Hồi đó thì nó cũng rẻ hơn nhưng mà bây giờ nó cũng đang mắc ngang ngửa với xe Movistar. Tại vì sao? Xe này nó là 014 đầu mà xe màu đen. Màu đen 014 đầu là nó của đời 212, 213, 214. Thì cái đời đó nó đã lâu quá rồi, màu đen nó đã hết rồi. Nhưng mà bây giờ mà mọi người còn cái xe màu đen á thì nó cũng cực kỳ là hiếm. Nên cái giá của nó bây giờ hiện tại cũng ngang ngửa với lại là xe Movistar, là khoảng tầm từ 450 tới 400 mấy triệu trở lên tiếp. Còn cái phiên bản màu đen này thì nó có số đầu là từ 11, 12, 13, 14, 15 nha mọi người, màu đen. Ok, thì kế bên cái con xe màu đen này nữa thì nó là một cái con Jim EX5. Mà cái con Jim này không phải như cái con Jim Thái hay Jim Việt Nam mình nha, mà con Jim này là con Jim của Malaysia sản xuất. Thì nói chung cái con này của nó là đời 2011. Mình mua 2011, con Jim 2011 mọi người. Xe này cũng để lâu rất lâu nè. Mọi người nhìn nè, nè, nhờ cameraman quay lại nè. Bụi quá trời bụi luôn, mình đâu có hèm rửa đâu, mình để yên vậy, mình chân mình để siêu tập mà. Đó, bụi quá trời bụi luôn chứ mình đâu có hèm lau rửa chùi đâu. Đó, mình thấy không, là còn 0 km nha, xe thùng nha mọi người. Thì cái con Jim này mình đem bán với giá là 250 triệu nha mọi người. Jim S5 sản xuất Malaysia, con xe này không có đời nha. Xe này nó không có đời nha mọi người. Xe này thì 4 thùy, trong nhà mình chỉ có chiếc này 4 thùy thôi. Thì đằng sau lưng mọi người ở đây thì có hai chiếc xe Movistar nữa, thì nó cũng giống như chiếc xe Movistar ở trên, hai xe ở trên thôi. Đặc biệt nó có số series khác thôi chứ không có gì hết. Ok. Thì cho mọi người coi số series nè. Này nhà cameraman quay mà. Đây là số series 0369. Tại vì mình sưu tập những cái xe mà số series đẹp á mọi người. Ở bên đây thì là 1661 series đảo 1661. Thì hai con này mình một cặp là mình bán 1 tỷ nha, một con là 500 triệu nha, tại vì số series đẹp. Con 2828 kia cũng vậy, 500 luôn. Còn cái con kia thì 450 thôi. 0383. Nãy giờ mình cũng đã quay giới thiệu hết cái chiếc xe hàng của nhà mình xem. Cái này là cái đam mê của mình, cực kỳ là đam mê luôn, mình thích sưu tập những cái gì mà nó cũ mà nó lâu mà nó mới ở nhà mọi người. Ok, thì cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like, subscribe, đăng ký kênh của mình nha. Nhớ bình luận nha mọi người. Bye bye mọi người.